hết lô này 40 nha. Không biết dùng là về cả nhà thấy không đây nè, trong đề sát cũng đó. 12, cái này là 12k. 12k cả nhà. Hàng này là của hàng American Pilot nha. Hàng này hàng độc nha cả nhà. Chiếm đó. Chào cả nhà nha, bữa nay buổi sáng em dẫn cả nhà đi cả nhà. Đó cả nhà thấy không, khách quá trời đông luôn nè. Nên dọn đầy đồ cổ hết cả nhà, đồ cổ đồ cũ đồ xưa đó. Cả nhà nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh em có động lực em làm những video độc lạ cho cả nhà nha. À, cảm ơn cả nhà, giờ mời cả nhà theo em nha. Đó, ta đang dọn ra đầy hết cả nhà. Đây giỏ sách. Đồ nghề nữa. Cái đồ cũ nhiều cái nha, đồ chơi cũ đó nha, đó. Mấy cái đồ chơi cũ nữa. Đó. Quá trời luôn, xe thùng thùng không được cái nhà đó. Đó, quá trời đồ, máy móc, âm ly đồ cổ, camera. Đi bố. Đây là con bồ cả nhà. How much eo? How much? 20 each. Cái này bồ 20 đồng cái cả nhà. Giờ chưa có thấy 13 2013. 2013 cả nhà. Hàng dễ. Là sao? How about 15 nè? No. No? Oh, 20. Thank you. Those are 20. Là sắp phải trả cho. Thank you em, thank you. Rồi, quá trời tem nữa. Sao tem này nha? Tem này nó có mấy tờ như này. Đây nè, như tem này. Đây là chơi cũ. Giày dép cũ vỏ sách rồi này. Giờ sách cũ về dép cũ đó. Đúng. Đây cũng vậy cả nhà đó. Đồ trong nhà tao không xài nó liền cái. Oh, empty. Thank you. Đây có cái AK cả nhà, nó kêu 100 đồng rồi cả nhà. Một nhôm, vỏ da 100 đồng. 100 đồng AK đi. What? 60. Chẳng 60 cũng được cả nhà. Đây máy móc cũ tùm lum. Đồ cũ quá trời cả nhà. Quiero una bolsita.
Được, có cái dàn chỉnh nhạc nữa nè. Poster hàng này hàng hiệu, hiệu poster này hàng hiệu. Đây mấy cái đồ chơi nha. Đây có tem. Đây là cái nhà đó. Đồ cũ nhiều lắm cái nhà đó, bên này đây rồi chỗ mình mong mấy cái này giặt tiền ít cũ nữa, giặt tiền cũ xưa đó. Hàng cũ đồ, cái đàn hiệu Golden này, đàn guitar hiệu Golden, hàng này nổi tiếng gỗ lên à, nổi tiếng lắm luôn. Cây này, cây này đúng hàng hiệu luôn. Thôi rồi, nó nhiều lắm nè. Cái đó anh mua là trừ khi nào anh biết sửa tủ thì mua. Sửa tủ, lấy cái này được nè, chú Thoàn nè. Chúc bài. Cái này khiến chú Thoàn. Thank you, thank you. Thằng nhóc của họ nó đang đi ra. Cái này nó bán cũng đâu có rẻ đâu. Không hết. Đây kiến cổ nè cả nhà, đây có mấy kiến cổ nè. Không hết. I see here a lot. Yeah, I know. A lot inside. Yeah. How much is? I just 10 each piece. Yeah. 5 each? No, less. And 2 for 5 or 3 each? 2 for 5 or 3 each? Okay, look. This is 20 amigos. 20. Look, bài nó là chạy. Ngày càng xúc động nha. Đến người đồng một cuốn. Cái gì còn đẹp cái nha. Bot. Bot, did the rocking and the missing is the 30? Huh? 30. Is the rocking missing yeah. Rocking yeah. 30. Okay. At the end. Rocking yeah. Give me 40 for you, is $60. Give me 40. Okay. What price for you? Yeah. How much are these models? I can buy more. Kiến này kiến của hãng Pilot cả nhà, IO 12K nè cả nhà. 12K hết đống này 40 nè cả nhà. Cái này của hãng IO cả nhà thấy rõ không? Trên đây nó có đống 12K IO. American Pilot. Low Pilot cả nhà. 40. Bot 40 bot. Thank you.
hết lô này 40 nha. Không biết dùng lại giờ cả nhà thấy không đây nè. Trong để sát luôn đó. 12, cái này là 12k. 12k nha cả nhà. Hàng này là của hàng American Pilot nha. Hàng này hàng độc nha cả nhà. Chiếm nguyên bộ nguyên set của nó. Thank you. 40 nha. Chốt nha. Chốt đi cái này, lụm hết đi. Cái này kia của Việt Công giờ lấy, giờ về cái nhà mày cái vòng tròn lại nó đẹp. Sorry. Kiếm được kiếm giỡn rồi, không phải có phiêu nữa. Quá trời đồ cả nhà. Đây mấy cái camera cổ không được. Camera cổ không được. Cái này quay phim luôn cả nhà. Quay lên giới thiệu đây nè. Lên giới thiệu đây nha. Cả nhà nhấn nút này nè. Nó có cái nút nhà dẫn nó sẽ quay. Đó, cái nhà nó tiếng nè. Nó đang quay nè. Đây là quay phim đầy đầu nè. Hết phim lên đây nè cả nhà quay. Lên giới thiệu đây nè. Cả nhà nhấn cái là nó quay phim nè. Đó, cả nhà thấy không? Máy này cũng vậy cả nhà. Cái này cũng y chang vậy. Lên giới thiệu. Máy quay phim đầy đầu. Quá trời đồ cũ cái nha. Quần áo cũ, tạp chí cũ đâu đây nữa. Đây nè. Đây quần áo cũ dưới đây nè cả nhà. Quần áo cũ. Đây nhập khách kia. Đây bằng đĩa cổ. Ồ, đây có cái hộp bóng đèn này. Không biết làm gì đây. Không biết bóng đèn không nè. Không biết làm gì luôn. Không có nút không có gì. Thank you. Anh Quang. Chưa anh. Đầy vỏ rồi còn chưa. Không mấy món đặc dạng. You buy together with us. Cái máy AK độc quá nha. AK. Digital. Máy độc thiệt. Đây đồ cũ nè, cũ cái nha. No, I don't know. No. You were like a lady? No. She was okay. The guy was like a chef, so he traveled. Đây có cái đồng hồ nha. Điều thường không có nhà. Thank you. Hiệu thường. Thank you. Đồng hồ đó hiệu thường không có nhà. Không có hiệu đồ gì. Đây có chùm nho bằng đá nữa cả nha. Đá nhộm nha. Mấy cái này là đồ nhộm, đồ màu hết nha. Không có đồ nào xịn hết mấy cái này. Đây đồ cũ không cả nhà. Ở bên kia có mấy cái đèn Nhật, đèn nguyên sắt của Nhật. Đây đó đồ Nhật.
Đây là mấy khung cửa này kìa, xanh xanh ngọc, mấy cái ô cửa là xưa. Đây mấy cái đèn Nhật này kìa, đây là đồng sắt của Nhật. Rồi đây có cái bảng hiệu chữ tàu đây, đây có cái bảng hiệu này. Đây có mấy cái đầu của mấy cái đình hay cái bàn thờ, mấy cái đầu của mấy con hạt. Đây là mấy cái gỗ mây, gỗ tre. Đây có cái tủ thờ Nhật này cả nhà, cái này là tủ thờ của Nhật. Rồi, nó xúc bản lề chơi trong đây đẹp lắm. Tủ thờ của người Nhật. Đoạn dao muỗng nĩa có hình Phật này của Thái Lan cả nhà, bằng đồng hết đi, này của Thái Lan. Thái Lan hay làm mấy bộ dao này cả nhà đẹp lắm. Dao muỗng nĩa hình Phật này đầu của Thái cả nhà đẹp lắm. Trai hoài à, đây cũng mấy cái đầu chạm gỗ xưa này, tủ xưa này, tủ xưa mấy đầu chạm gỗ xưa này. Anh Hoài bữa nay đi ra đây dạo hả? Dạ em cũng đi dạo nè, đi mua đồ đi chứ. Đi dưới rồi.